quay vô rồi hỗ trợ cho sức khỏe. Tâm điều trị đây là một cũng đầu tiên là mọi người cảm giác một cái gì đó rồi. Tùy hỷ nè, tùy hỷ mà đạt đến cái rốt ráo là 35 mặt ha. Hôm nay tiếp tục đến câu thứ hai cái gì chưa? Hỷ đạt phải không? Tác dụng qua hai tâm tùy hỷ. Thứ hai là tâm tùy hỷ là công đức. Công đức nhiều thì ta được chính nó hộ trì. Hiểu được không? Quý vị hiểu hai câu này rất là rốt ráo đúng không? Chị hiểu không? Du nào mà có tùy hỷ là du nó đẹp. Tôi nhớ nhanh nữa, du nào mà có công đức là du đó no. Dạ thôi, no nên nó là no cả thân và tâm. Mà tùy hỷ có nghĩa là có phước báo hoan hỷ thì nó nuôi thân và tâm. Bởi vì hôm nay mình học toàn bộ là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là danh và sắc. Danh là tâm, thấy không? Sắc là trục về tất cả mọi thứ. Ok, mà ai mà đầy đủ tất cả ăn mặc ở bệnh và đầy đủ được thì có là có phước báo, có công đức của nhiều đời nhiều kiếp, và kể cả kiếp này quý vị khi khởi lên, khi các pháp khởi lên mà có đủ được cái duyên phước đó là tốt. À, vậy đó. À, tiếp tục ở chỗ hôm nay là sáng nay mình tiếp tục quý vị ghi lên chỗ này nè. Con số 1, con đường nhân duyên ở Sabati này, các tỳ kheo tôi sẽ giảng cho ông con đường đi đến thân kiến tập khởi và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Có nghĩa là thân kiến nằm trong năm hạ bằng ký sử, mà những người tu không được là do bị phiền não nhiều, là do cái thân kiến rất là nặng. Mà cái thân kiến mà nó rơi trong cái hai cái nữa là thường kiến và đoạn kiến, là nói trên tầng bất truyền nó là vô biên kiến. Cái đó nó làm cho mình là năm hạ phần ký tử, mình năm cái đó nó luôn luôn làm cho mình khổ đau. Mà thân kiến đó là gì? Thân kiến đó là gì? Thân kiến đó là chấp qua ta và qua người, và nó ráng mà ôm mà giữ. Cũng như cái ông đó, ông đem có một bà vợ, ông nói ông chia tay hoài, ông chia tay không được, bực quá đi. Bởi vì cái kiếp trước ông có người đó, hai người là có cái mối tiền kiếp với nhau nhiều đời giữa kiếp, đi đâu đi theo đó, cho nên giờ chia tay chia không được, hiểu không? Chỉ còn một con đường duy nhất là chia tay thôi, mà chưa chắc xuống dưới còn gặp nữa. À, tôi nói vậy không, mà tôi nói ông đông nhìn tôi nói là tôi nói ví dụ thôi, tôi nói cái gì đó hiểu ý không à? Hay là bà đâu mà có ông chồng mà muốn chia tay, bởi vì ông ăn rồi ông ra tứ đồ tượng đều có hết, hiểu chưa? Là bà cứ là mà bà đi ra ngoài là bà nói không phải quả bả, mà cuối cùng là tối về bà ôm giữ là quả bả, là có nghĩa là ta và quả và ta. Tôi nói cái ý nó hiểu không nè, tôi nói nhanh vậy đó. Ok, là có nghĩa là tôi giữ hai cái chỗ là thăng kiến á. Mà quý vị phải nhớ cho thuộc lòng, muốn tu mà để mà đạt được trong cái đời sống hàng ngày này đó, năm hạ phần ký sử và tư liễu. Phải tư liễu có người phải biết, phải cần trô, phải thấy, phải nắm, phải giữ, phải bung, thấy không? Mà không được thì đem ra mà bầm. Vậy thôi. Mầm nấu cháo ăn á, là thân kiến hoàng y. Vậy cảm thụ quý vị nói vậy đó, mà khi bước vô thực hành á, mỗi ngày là quý vị thấy cái đó. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến sự kiết tập khởi? Ở đây này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh không thuần thục pháp quả, các bậc thánh không tu tập pháp của bậc thánh không thấy rõ, các bậc chân nhân không thuần thục pháp, các bậc chân nhân không tu tập các pháp, bậc chân nhân quán sát như là tự ngã, hay là tự ngã là có sát, hay là sát ở trong tự ngã, hay là tự ngã ở trong sát. Có nghe quán thò, quán tướng và quán các hành. Quý vị đừng nghe thôi, đừng có ghi. Tôi nào tôi kêu ghi là tôi quý vị ghi. Bỏ cái viết xuống đây, nhắm mắt là nghe cho kỹ. Quán tức là, quán thức tức là từ ngã, hai từ ngã là có thức, hai thức là trong từ ngã, hai từ ngã ở trong thức. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Con đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là sự quán sát đưa đến khổ tập khởi. Ok, mình đang học cái bài cái từ đề là con đường. Cho nên là cái con đường đây đó là có nghĩa là như thế này. Quý vị đừng nghe với tôi nói nè. Cái mục đích tối thượng của chính bản thân mình hôm nay, cái mục đích của mình là giải thoát. Mà con đường mình đi trên con đạo lộ để đi đến giải thoát thì phải pháp môn nào tu để có được giải thoát, đúng không ạ? Ok, mà biết bác chính đạo thôi chứ còn chưa vô biết trong đó. Mà cái gì đọc nghe xung dạy thì quý vị đã biết rằng là ở đó chút xíu quý vị sẽ nghe cái đó, mấy cô nói đúng hết á. Nay là tỳ kheo đủ sức rồi đó. Này các tỳ kheo, vị đa văn các đệ tử thấy rõ các bậc thánh thuần thục pháp của bậc thánh tu tập pháp, các bậc thánh thấy rõ các bậc chân nhân thuần thục pháp, các bậc chân nhân tu tập pháp, các bậc chân nhân không quán sát là tự ngã đó, hay là không quán tự ngã là do có sát, hay không quán sát ở trong tự ngã, hay trong quán sát
ở trong sách, quán không quán thọ, không quán tướng, không quán các hành, tự nhiên là không quán hết rồi, thấy chưa? Không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã như là có thức, hay là không thức ở trong tự ngã, hay là không quán tự ngã ở trong thức. Này các tỳ kheo, đây là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Có nghĩa là muốn giải quyết thân kiến dù phải làm một con đường nào. Cái hàm ý như vậy, nghi thứ nhất, số 1, con đường dẫn đến đau khổ rất là quan trọng với thuộc lành nha. Pháp Đức Phật nói toàn bộ lý giải thoát cả thôi, con đường dẫn đến đau khổ. Thứ hai, có nghe tiếng Bali gọi là Dukha Samudaya Mini, ok, mà tôi không có ghi ra tiếng mệt lắm. Thứ hai là con đường dẫn đến, dẫn đến gì? Tôi đang nói đến tứ thánh đế, rất là một điều chân tình thực sự, diệt diệt gì? Diệt khổ. Học thuộc lòng ở đó nha, toàn bộ giáo điển của Đức Thái Tôn gói ghém từ đó thôi, chứ không có ở một cõi nào xa xôi hơn nữa. Dù có mặt ở đời này là sướng là vui, đúng không? Khổ là vui. Khổ là không gì vậy? Quý vị thấy mâu thuẫn không? Bởi vì sao mà khổ? Thần kiến nhiều quá. Đó, tôi đang học bài con đường nãy thì nói thần kiến mà. Thần kiến nhiều quá, dù cứ thấy đồ của người ta đem về làm của mình, rồi lấy của mình là không cho ai giữ, bo giữ miết, không xui là chết, không xui là không có. Không gì? Dết, không có buông được. Mà nếu như không bo không buông được thì bỏ rê là kiểu như lời. Phải không? Bắt đầu kia ông ngớ liền, tôi nói nhanh là biết ngớ liền. Hả? Đó, tôi nói cái này, hiểu chỗ đó nè. Khi con người của mình, tôi nói quý vị, tôi nói cho quý vị, tôi nói cho quý vị một chút xíu pháp tôi nghe nè. Quý vị đã từng thấy những người chết mà trước khi chết á, để ý mà không buông được á, là hai cái tay không? Tôi nói có chỗ đó, tôi nói có nghĩa là sao? Ngay cái đời sống như vô này, vô quyết định, vô có bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi đi, đừng có giữ, là vô mới buông được. Vô có bao nhiêu hộp sòn chứ đưa hết cho tôi đi, đừng buông được, chứ đừng có đem mà gỗ mục nè, nồi niêu xong chả mà xài không được đem bỏ chùa là tôi không có giữ được. Tôi cũng bị đổ khổ lắm. Có không? Có không? Nhiều lắm đó, tôi đổ miết à. Quý vị biết là ước tính tôi là một tháng tôi đi đổ rác 2 lần. Mà bây giờ hồi trước 45 đồng mà dẫn lên 75 đồng nghe quý vị. Anh ơi, nó còn nha. Có nhà đem rác đổ vô cũng như vậy, nó khổ lắm quý vị. Tự nhiên có phiền não, tôi đang nói ở đây mà quý vị tưởng tôi nói giỡn đâu. Cũng như vậy, cái phiền não người khác đem đổ vào còn mình, cái ý tôi nói như vậy, cho nên cái chỗ đó mà dù có thấy được ngay cái chỗ đó đó, dù mới thoát ra khỏi cái khổ đó. Bởi vì hiểu không, tôi nói một cái gì đơn giản như thế này nè. Một người phụ nữ mà nếu như theo tôi tính toán á, ok, là phải có 4 cái tủ chứa đồ. Tôi nói cái này mà nếu tôi tính theo cái kiểu mà thường trung hạn nha. Nếu như mình chơi sang á, mỗi cái tủ chứa đồ á là khoảng chừng chiều đứng á là khoảng chừng 5 feet, chiều ngang khoảng 2 feet thôi. Đúng không? Là cho mùa đông, cho mùa xuân, cho mùa hạ, mùa thu, đúng không? Không có mình romantic mình phải chơi kiểu đó đó. Đúng không? Là có nghĩa là khi du biết sử dụng cho cái nào, du chỉ cần đi thẳng đến nó lấy thôi. Du không thể mà đi lấy cái đồ đám ma mà vô bận đồ đám cưới. Hiểu chưa? Rồi trong xuân du chạy du đi mua. Là lúc mà chú không biết là rảnh nó đều chú coi sale xong xuôi, bắt đầu chú đi mua dù chắc còn tủ đó. Đến khi đụng hữu sự, đi kiếm không biết đâu mà mò. Tôi nói cái đó rất là tù đó nha, chứ không phải tôi nói quý vị nghe. Tôi nói cái vị ông thầy nó nói kỳ. Nhưng mà nhiều người đó, rồi tôi nói là lấy rau ông này cắm tràm bà kia đó. Nó không phải giỡn đâu, cho nên cái đó là tôi nói để ý cái đó đó. Cho nên khi mình biết đủ mà biết sử dụng á, là nó như vậy. Cho nên khi thấy được như vậy, tại sao Đức Thế Tôn nói với hàng đệ tử của các tỳ kheo, gia tài của ông chỉ có 3 y và cho nên có bài kinh là thừa tự pháp là như vậy đó. Hiểu không? Nói trong xuôi mình phải nhìn nghe cái bài kinh thừa pháp rồi, đúng không? Sao mà phải không? Có nghĩa là quý vị phanh hai cái chữ viết cái chỗ này nè, hai cái vấn đề này. Đức Phật nói toàn bộ kinh điển, kinh lục luận thắng pháp, bất cứ cái gì chỉ là
sự khổ và con đường diệt khổ. Chỉ có hai đó thôi, toàn bộ giáo điển nó như vậy. Bởi mục đích quý vị là gì? Là giải thoát. Đó, ghi cái chữ nó vô. Nhưng mà tôi nói cái đó, tôi nói nhanh cái chỗ này nè. Có nghĩa là khi mình tu tập á, mình nghe đọc á, mình nghe đọc bên ngoài là khổ là sao, khổ khổ hoài khổ hoài khổ, cầu bắt đó khổ khổ này kia đủ thứ hết trơn á, nhưng mà tám lại có ba cái khổ chính: khổ khổ hoài khổ và bởi gì? Thành khổ, đúng không ạ? Mà khi mà tu càng lên cao á, là quý vị ghi cái chỗ này nè, ghi cái câu nào tôi biết, cái gì cho đó cái gì tôi đọc, quý vị nhớ ghi chưa? Cái khổ khổ là sự có mặt những gì làm cho thân tâm ta khó chịu. Ghi câu nói không? Khổ khổ là sự có mặt làm gì cho thân tâm ta khó chịu. Tôi nói cái này thật sự là nếu như ai mà có tinh tấn chút pháp hành thì nó nhớ ha. Tôi nói tôi ghi cái gì tự nhiên tôi đứng đây tôi quên đi. Rồi đó nha, cái thứ hai là hoại khổ khổ hoại khổ là sự vắng mặt những gì làm ta thấy dễ chịu. Đây tôi đứng lên tôi quên, tôi nói cái bài này vẫn còn nằm ở trong cái ngũ uẩn này. Sắc sắc này nó thuộc về gì? Còn nếu nó rộng ra là làm sao mà du có năm giác quan là gì? Ok, là ngủ gì? Trời đất ơi, học đến giờ mà du bà học trò tôi mà nói học trò tôi dạy thành thánh hết trơn rồi. Đó là có nghe cái thân này nè, là năm cái này là năm căn, mà năm căn á mà nếu như nó rờ ra là ngủ gì? Cũng nói bài nữa thấy không? Tôi nói cái này nó rất là sâu á, tại vì tôi đang nói là cái gì mà làm hồi khổ làm cho mình dễ chịu thân và tâm, có vị không? Hồi khổ đó mà nếu như làm khó chịu thì có nghĩa là sao? Có vị không? Cho nên tại sao á, tôi nói tại sao á, cái này tôi bốn cái này nè, tôi nói cái chỗ này để chút xíu tôi nói nè, cái này nó thuộc về gì? Dạ, tâm thì tâm đứng hay tâm nằm? Tôi nói có ý của tôi chứ không có giỡn đâu á. Tâm đứng, chữ tâm là chữ đứng nè, còn tâm tâm nằm. Cho nên nó có cái bài thơ là tam điểm như tinh tường quỳnh cao tự quỳ tà thư mau tổng thư đắc tố phật giả do tha, là cái từ tâm này đây. Là tâm này gọi là tâm nằm, vẽ thì gắn vẽ rồi tôi mới nhớ. Cho nên tâm nằm hay lên tâm biến hả? Khác chứ, hành khổ là chính là khía cạnh lệ thuộc của các duyên thân và tâm có mặt. Hành khổ cho nên mình đọc cái câu nó mình thấy là lâu mình học mình thấy không, hành khổ chính là khía cạnh lệ thuộc của các duyên để thân tâm có mặt. Hành khổ chỉ hành khổ chứ không phải là ai hành mình mà khổ đâu nha, có nghĩa là tính từ trong thân tâm của các bạn lệ thuộc vào các duyên, lệ thuộc vào các duyên để thân tâm ta có mặt. Số mấy? Hành khổ chính là khía cạnh lệ thuộc các duyên để thân tâm ta có mặt. Đúng không ạ? Cái đó rất là quan trọng nha. Khi tôi nói cái chỗ này nè, phải xong được không? Khi quý vị tu tập mục đích mình là giải thoát, thì khi quý vị biết được, quý vị biết là thân quý vị như thế nào. Nghe cái chỗ này nè, tâm quý vị như thế nào, đúng không ạ? Mà khi quý vị muốn biết cái thân mà như thế nào, thì chắc chắn một điều quý vị phải biết là năm căn mình trước tiên đã, rồi quý vị mới nghe kinh là
thêm nữa thì ý thức tôi không dám nói vô đó, là bởi vì tôi đang vẽ cái này, cái chỗ này là tôi đang nói chỗ này là ý thức, bởi vì cái này thuộc về tâm, hiểu không ạ? Cho nên giữa thân và tâm mà mình không hiểu nắm cho vững á, là tôi vẽ một cái này không biết trong toán học có biết đó là cái này là nó là cái gì? Xin đúng không ạ? Ok. Mà nếu như xin này á, xin này thiền, xin này thiền, quý vị biết là tôi dùng cái từ thiền nha, hiểu không? Xin này thiền. Và có một cái xin kế bên là em này luôn luôn có mặt với em này. Và xin này xin gì? Bất thiệt. Ok, đúng không ạ? Thì quý vị biết cái tâm thức của mình á, nó có những lúc hai cái nó song hành với nhau. Quý vị hiểu tôi thưa chỗ này không? Cho nên làm sao quý vị biết cái này nhiều cái này ít? Đó là một vấn đề khi mình tu tập. Một vấn đề tu tập. Mà trong khi cái vấn đề tu tập đó mình học đó, mình thấy vậy, rủi một người nào đến hỏi mình, tôi đang bị cái trên hay cái dưới này nhiều hay ít? Mà thật sự ra đó, khi mình sáu căn mình tiếp xúc với sáu gì? Sáu gì? Trần trần còn gọi là gì? Cảnh đúng không ạ? Một người đàn ông thấy một người phụ nữ đẹp như hoa, tâm đầu tiên người ta khởi lên là gì? Ai trả lời tôi nghe coi coi. Không trả lời là tôi trả lời đó. Hả? Tôi đang nói cái này mà tôi đang nói gì cũng là vô trả lời sai hết trơn. Tôi thấy chắc chi người ta ngồi được đẹp, chắc chi là thích được. Bởi vì nếu như một người trí ta nhìn nó thấy cái cô này là cái bên ngoài thôi, hiểu chưa? Mà nếu như bởi vì từ cái chỗ đó đó, ta nói là cái người ở miền ngoài nó hay lắm nghe quý vị, có câu này mà tôi nghe mấy ông già sư ông nói đó, nhìn mặt mà bắt hành dòng. Tôi nói câu sao mà tôi không nói nữa, tại ai thuộc thì cứ tự nhớ, không biết là về hỏi bạn bè. Thì có nghĩa là cái thân và cái tâm của quý vị á, mà khi quý vị mà đủ cái duyên phước và cái tiền nghiệp á, thì ngay trong cái cảnh giới này của loài người mình đây nè, cái thân này nó đầy đủ cái phước tướng, mà đầy đủ cái phước là sáu căn nó được đầy đủ. Quý vị hiểu tôi chưa? Mình tu tập là mình phải nhìn mình thấy, chứ đừng có nghĩ là thích chưa chắc chi, rồi thích chưa thích rồi đi ngang. Mà tôi nói mô Phật là mấy ngày gì đó, đó là vấn đề nó như vậy. Cho nên nó là khi mình nhìn cái đó mình thích, nhưng mà thích trong khổ hay thích trong quý vị thấy chưa? Cho nên mình phải khi cái đó chỉ có ý thức của con người lúc đó biết thôi, dù không phải là cái ông này làm sao được biết ông thích, dù không phải ông đó dù sao biết ông thích, dù không phải là mi làm sao biết ông thích, dù không phải là ông đó làm sao biết thích, hiểu không? Người ta đang ở trong cái chánh niệm của cảnh giới của thiên, mà có thiên hay là có thiên của phẩm thiên đi, người ta còn dục không? Nó với cái tâm người ta, ta nhìn cái đó ta biết tất cả là chúng sanh là quyến thuộc, biết đâu nàng đó ngày xưa là mẹ ta đạt lên cảnh giới thiền thứ mấy. Biết đâu nàng đó ngày xưa là bà nội ta. Tôi biết ở trong lớp đây bà nội tôi nhiều lắm. Tôi ngồi tôi thấy đâu có nhiều, thấy không? Ở trong cảnh giới có nghĩa là sự thanh tử luân hồi nó liên tục như vậy đó, quý vị hiểu tôi thưa không? À, tôi nói có nước cười. Nhưng mà có một điều như thế này, trong bài kinh đó là tôi có đọc, tôi thấy trong này nè, cái nghĩa rốt ráo của chữ khổ á, là khi mà ở trong cái bậc hàng trí tuệ đệ nhất của Đức Thế Tôn là ngài xá lợi phật là ngài luôn luôn nói theo cái khổ để mà hiểu được cái khổ, để luôn luôn mình làm một cái sức gọi là đẩy mình về phía trước con đường để thoát khổ. Ngài xá lợi phật ngài có cái trí đó, ngài cực kỳ nhanh nhẹ bén. Mà tôi cũng xin thưa cho quý vị là đây tôi hôm nay tôi nói với cái chỗ này hôm nay mình nói thiệt, chứ mình không có nói còn hai buổi, nhưng mà nói nó thiệt. Những người nào
tu tập mà tự đóng cho mình cái dấu đó là pháp nó của ta, hiểu không? Người đó không còn ở trong cái gọi là sự buông được, hiểu chưa? Tại sao? Yes, ở trong thân gì? Thân kiến. Yes. Quý vị hiểu chỗ đó không nè? Bởi sao? Bởi vì dù tu tập với ai là người khai sáng ra cái đạo giải thoát giác ngộ này. Yeah. Quý vị, tôi nói cái chuyện đó, mình nói thiệt đi không? Để quý vị thấy cái đó. Cho nên nó là mới nói là có những người tự xưng cái đó là pháp nó qua ta là sai đó, mà người ta không biết. Vô đệ tử của ai? Vô tự vô biết. Hiểu chưa? Thầy tôi. Yeah. Cho nên tôi mới nói là tôi không dám nói là quý cô là bà nội tôi. Không dám. Bởi vì có nghĩa là tôi giải thích cái chỗ mà cái thăng tiến đó nó bị đóng khung ở đó, chứ tôi không có cái ý nào khác nha, tôi nói để hiểu thôi. À. Cho nên á mà cái chỗ mà tôi nói cái chỗ nào cho quý vị, tôi nói cái chỗ này nè. Đây cái ngay cái chỗ này nè, để tôi thấy cái chỗ này cái con đường của mình á, mà con đường của mình khi đi vô á. Ok. Cái này nè. Tôi nói cái này rất là quan trọng nha. Cái này rất là quan trọng á, tôi vui nhưng mà rất là quan trọng cái chỗ này mà không thuộc cái này á. Tôi cho cái này là một trong cái bài kinh mà tôi thuộc mình đúng ma nó quanh chỗ này. Hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thì mộng. Cái gì câu cuối cùng? Đi tu mà kêu mình niệm Phật Di Đà mà không nhớ hai cái chữ đầu nữa là thôi đừng có nói. Cái gì? Không nhớ đâu, nhìn cái mặt là nhớ là nó thấm hồ quang liền. Biết đọc đầu tôi biết mà. Đọc phao đàn khải đáo liên đài, đúng không ạ? Có nghĩa là một cái búng bóng tàn, cái khởi niệm đó, mà nếu như mình nói theo kinh thần kinh là một khác. Yeah. Ok. Tôi nói quanh co là đó, nhưng mà tôi nói hai tư tưởng nhanh lắm. Thì tôi hỏi quý vị, cái này nó nhanh với cái này, xác suất này bao nhiêu trong một sát na niệm đó, con số bao nhiêu? Tại vì cái giữa thân và tâm mình mà nó lộ trình nó mà đi để mình cái này để mình biết cái này nó nhanh hay nó chậm, nó nhanh bao nhiêu chậm bao nhiêu? Ai nói vậy? Mà bởi vì ngay cái chỗ đó đó, ngay cái chỗ đừng có nói chuyện ngay cái chỗ này quý vị không học đó là không nhớ, là tôi xin thưa rằng tôi luôn luôn ủng hộ quý vị những ngày cuối cùng chứ tôi không có ủng hộ những ngày trước đó nha. Có nghĩa là khi căn tầng thức của mình á, có nghĩa là khi mình nhìn cái đó đó, cái sự giao thoa của cái này nè quý vị thấy không? Mà cái này nè, mà còn ý thức của chúng ta kiểu như thấy được cái luận đi như vậy đó, ngay cái niệm hiện tiền đó là có nghĩa là cái sự cọ sát không sanh không không gì, nó nhanh như thế nào thấy như thế nào, nó nhanh mức độ là hôm nay quý vị đang ở đi xe tăng hay xe gì, đi xe tăng đúng không, xe hơi đó. Ok rồi ít bữa quý vị đúng rồi, rồi ít bữa là quý vị đi gì nhanh hơn máy bay, rồi cái gì nhanh hơn máy bay nữa, cái gì nhanh hơn của tiễn nữa, phi thuyền, cái nhanh nhanh hơn phi thuyền nữa, ánh sáng, ý thức. Quý vị cuối cùng là ai nhanh hơn? Mình nhắn tôi vô và xác nhận vô là vô đang kênh này hay vô kênh này, vô của mình không à, hiểu chưa? Hiểu tôi nói cho đó không? Cho nên á, vô biết á, khi cái ý thức của mình á mà nó buồn á là mọi cảnh giới nó khổ đau đúng không ạ? Mà khi nó khổ đau cái đó nó cái gì chịu áp lực trước, cái gì chịu áp lực trước? Tôi nói cái chỗ nó quý vị hiểu không? Khi cái hoài khổ cái gì nó chịu áp lực trước? Quý vị thấy chưa? Khi tâm mà bị khổ đau thì cái gì trong con người của vô bị áp lực nhiều trước nhất?
Còn đến đây là bác sĩ không trả lời được nghe vô. Yeah. Quý vị thấy chưa? Cho nên quý vị mới ngồi một chút xíu là quý vị thấy đau liền. Ví dụ làm sao? Làm sao để thấy cái đó? Lòng mình đi chịu trận hả? Thế chỗ đó tôi chỉ nói đến đó con đường. Cho nên nó tại sao? Vừa nãy vô nói là ô đã vô thường còn chi quán nữa em. Dạ. Nó bởi vì cái đó là sai đó, bởi vì từ cái chỗ đó vô không nắm pháp, không nắm rõ cái đó vô nói cái đó trật. Nó trật cái chỗ đó đó. Nhưng mà cái đó từ từ thì sẽ biết. Ví dụ như là cái con số đó nó gấp bao nhiêu lần thì tôi nói là ví dụ chẳng hạn như tôi nói một cái sợi tóc của cô này đi, một sợi tóc mượn của cô này chia ra 16 phần trong một sát na đó. Mà cái lý thừa số của nó là ví dụ 12 nhân lên bao nhiêu để biết là một trong phần 16 đó đúng không? Cái mức độ cái sát na mình như vậy. Cho nên khi quý vị tu tập có những lúc quý vị có được cái sát na định, quý vị niệm Phật có được sát na định. Cái thứ hai gì định nữa? Sát na định gì định nữa? Rồi đến gì nữa? Đâu quý vị đâu có nắm được cái đó đâu. Dạ, yeah, cả ba cái. Cái gì? Con nói cái gì? Hả? Thường định và kiên cố định. Sai. Sát na định là cái gì nữa? Tôi phải biết. Tôi nói sai là nó sai mà. Đúng không? Ai? Cái cô này, cái người mà nó không lớn, tôi xin lỗi, ai nói cho lớn thì tôi mới nghe được, không nghe được tôi nói sai. Vậy thôi. Tôi có quyền chứ, cho tôi chút quyền chứ. Có nghĩa là khi mà quá. Không nghe luôn. Cái gì vậy? Hả? Đó là tại con nghe, tại có vấn đề. Không sao, chị nói tôi nói tôi có vấn đề, tôi có chứ có gì đâu rồi tôi không nghe, tôi nói tôi không nghe chứ chẳng lại giờ. Chị biết không, nếu như tôi nói đây nè, nếu tôi không nghe mà tôi trả là nghe đó, chị biết tôi phạm trong giới gì? Yeah. Mà khi mà tôi phạm trong cái giới, thứ nhất là nói giới á, cái thứ nhất trong cái chuyện nói dối đó mà tôi nghe mà tôi nói bậy một cái nữa là đưa người ta đi đến cái chỗ nào. Cho nên tôi phải giữ cái giới của tôi cho điên khi mà tôi bị cô Vũ. Yeah. Yeah. My không có cái chuyện đó đâu, bởi vì chính My đang trong cái đó. My không nghe là My nói, My không nghe. Mà nói thì tứ niệm xứ là ta không biết, ta nói không biết, ta đi ra, ta biết, ta đi ra, biết đi vô, ta biết đi vô. Và đang ở trong cảnh giới đó dù không có làm bức tường kiên cố rồi dù đâu đánh vỡ được cái chuyện đó. Cho nên khi chú nói trong sư tôi nói chấp nhận tôi không nghe. Đúng không ạ? Hiểu không? Đó, cần nghe cái chỗ đó là cần định. Thì cái có nghĩa là cái tâm, cái sắc na đó mình phải có được cái cảm giác đó. Thì cái cảm giác na định đó, nó làm sao nó phải có gì? Có hỷ. Hiểu không? Phải có hỷ. Mà nói theo tinh thần của Thất Giác Chi là phải có gì? Dệt. Khả năng của ai? Của ai? Cả yeah. Hiểu không? Quý vị hiểu rồi đó không? Hiểu không? Cả thân và tâm. Chứ dù không thể bỏ thân mà lấy tâm, mà bỏ tâm mà lấy thân. Nếu như chú bỏ thân á, rồi lúc nó đau rồi ai chịu trách nhiệm? Hiểu tôi thừa nó không? Mà cái hiểu cái chỗ đó là nó sâu lắm. Cho nên nó gọi là nếu như mà nó cả một á là làm sao cái câu thứ ba đọc lại nghe coi. Là hành khổ chính là khía cạnh thuộc về các duyên thân và có đó, cái câu viết mới gì biết cái đó mà cho nên nó là quý vị để ý cái nó mà thấy nha, để ý cái nó cho nó mà thấy đó, để ý cái gì đó mà thấy đó. Cho nên cái chuyện mà mình phải hiểu được sự sanh diệt của các pháp, sự sanh diệt của thân tâm. Cho nên quý vị biết rằng á, khi quý vị ngồi tu tập
quý vị biết rằng trong cái ngũ tạng lục phủ của mình, cái nào mạnh cái nào nó hết với nhau, mà quý vị thiết cho một bằng một bài pháp chính là hơi thở của mình, làm sao xoa dịu tim gan phèo phổi của mình, đưa hơi thở lên hơi thở xuống bằng chính cái niềm hỷ của mình đó, thì làm cho cảm giác quả thọ của mình trong thân và tâm nó hỷ hay là nó khổ. Bởi vì chính hơi thở du ra vô bằng cái niệm hỷ, hiểu từ đó chưa? Hiểu không? Tôi nhắm mắt rồi tôi nói hiểu không? À, tôi mở mắt ra lại. Cho nên á, tôi nói quý vị mà để ý cái đó, mà không để ý đó mà nếu như mà không nắm vững được á, thì quý vị nhớ là toàn bộ giáo điển của Đức Phật chỉ ra cho con đường bước ra khỏi sanh tử, phải cố gắng hiểu rằng hiểu rõ được năm uẩn trong thân tâm của mình, hiểu rõ trong năm uẩn, mà con đường giải thoát chính là con đường của mình, không đam mê trong năm uẩn đó, có nghĩa là mình buông hết, thấy gì không? Tao mình thấy cái đó. Có những lúc tôi ngồi tôi suy nghĩ, 80 tuổi rồi mình đi cắt mí mắt gì ta? Không, tôi nói tôi đang suy nghĩ mà, mắt gì phát khổ vậy, quý vị hiểu tôi nói không? Nó lỡ rồi, không cắt mí mắt khác có người làm đẹp á, chứ không phải là cắt mây. Có nhiều người là ta cắt mí mắt, ví dụ vậy á, mổ mắt khác còn cắt mí mắt. Tôi dùng cái từ là cắt mí mắt, chị cả ở dưới nó là hiểu lầm tôi đó nha. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là mọi cái pháp nó vốn là như vậy. Thì mình giờ cái cuối con đường của mình, tôi cũng xin thưa với đại chúng á, mấy chị còn trẻ, nếu như còn cha còn mẹ, và lời tâm tình tôi xin thưa đó, những vị nào bước qua tuổi 60 rồi đó, thì cố gắng mình tu tập thôi, chứ đừng có để những người con ở dưới, cũng đừng có để làm cho ba mẹ phải suy nghĩ. Bởi vì nếu như mình gieo cái thiện duyên á, là ba mẹ mà suy nghĩ nhiều quá mà rơi trong cái mà tham sân si á, không giải quyết được, là chính đó là mình hại đó, hiểu không? Mất phước đó. Cho nên đại chúng mình nhớ cái điều đó, nhớ tôi nói bằng cái điều đó, mình nói những lời chia sẻ với nhau để đưa đến thiện pháp, chứ đừng bao giờ, hôm nay mình cao đẳng rồi, đừng bao giờ mà nói những lời với nhau mà chứa chất liệu quá gì, quá dơ, dạ tham sân si đó. Cái cô này của nó biết bây giờ mới được á. Cho nên đó là lìa bỏ các pháp để mình tu tập là như vậy đó, đó con đường đưa đến đó. Cho nên đó là tôi nói nhắc lại quý vị, mà khi mà quý vị thấy được phiền não thì phiền não nó sẽ ra đi, nhưng mà mình khi mình học ở đó, con đường mà ra đi có phiền não á, là con đường bát chánh chánh đạo. Mà muốn biết được bát chánh đạo mà thấy được con đường phiền não đó, là mình cố gắng mình phải nắm vững được chi pháp, mỗi chi pháp trong bát chánh đạo để thấy vững được cái đó. Ví dụ như một khi khởi lên cái cô kia của biểu tôi nói dối, là tôi nhớ đến chánh gì? Chánh ngữ. Cái cô này cô nói chánh gì? Hiểu không? Là tôi liếc cổ là cô biết rồi, mấy bữa đi cô ngủ biết à. Mà muốn thoát, muốn tôi nói luôn á, muốn thoát ra khỏi, câu ghi cái câu này nè, cái câu này rất là quan trọng, để đầu gối, để đôi gối vừa mà ngủ nè. À, tôi nói cái này trong xuôi là tôi mới nói, có nghĩa là mình đang bị phiền não, nó có hai cách để mình chấm dứt. Ví dụ chẳng hạn như cô này giờ cô yêu quá, tôi chỉ cho cô này cô yêu quá, cô muốn chấm dứt cái sự yêu đó đó là bằng cách nào? Là cô phải đi chùa tu à? Hiểu không? Tôi ví dụ thôi chứ còn cái chuyện đó tôi đâu có, cô nào ở dưới này tôi đâu biết, hiểu không? Cô đừng tu thì cô tu vô có là cô đọc cái bài kệ là tóc đỏ đoạn tơ lòng đỏ phủi, cúng sổ đời tên tuổi vẫn còn đây, thấy không? Bắt đầu có nguyện đây nè, đó là 60 năm về trước em dành trái tim này cho thế gian, thấy không? Một năm về sau này em dành trái tim này cho
cho chúng sinh là 60 tuổi chết mẹ rồi, nó vậy đó. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng á, nếu như anh muốn chấm dứt phiền não, hai phương pháp, một phương pháp đầu tiên là phương pháp đối trị, đối phó đó, mình làm sao mà đối phó để hết phiền não. Hai, ghi vô cái nó ghi vô nghe, cái ghi vô đó đó. Hai là bằng cái gì? Đối phó. Ví dụ chẳng hạn bây giờ mình phiền não vì đói bụng, đối phó với đói bụng là sao? Dạ, yeah, đúng không ạ? Mà mình nếu như mình không đói bụng đó nha kì, mình dùng cái thứ hai là cái cao thượng nhất là đối phó bằng bằng gì? Trí. Đó, ông nó nằm dựa vào bờ tường ông nói đó. Đó bằng trí đúng không? Mà cái đối phó bằng trí là cái cao thượng thượng nhất, có nghĩa là quý vị thấy đây tôi nói cho nghe nè. Quý vị thấy những cái gương mặt mà nó có hiểu nhiều quá là người ta sẽ dùng trí rất là nhiều. Hiểu không? Nếu người ta làm cái chuyện gì á mà không có trí á là không bao giờ mình làm được. Cho nên cái trí nó rất là quan trọng. Cho nên nó tôi nhắc cho quý vị nghe cái chỗ này, tôi gieo duyên và tôi cũng nhắc cho quý vị nghe cái chỗ này. Con người mình nó có những cái phước, thứ nhất là phước hữu. Rồi đến phước gì? Rồi phước gì nữa? Tài thí vật thí đúng không ạ? Tôi nói rằng tài thí vật thí, nhưng mà khi mình đầy đủ được cái vật thí rồi đó là mình hồi hướng cho quả phước để cầu phước gì? Trí. Quý vị hiểu tôi thương cho nó không? Quý vị để ý á, quý vị để ý mới thấy được thôi. Có nghĩa là mình nói nôm na dùng cái từ là chánh niệm á. Quý vị để ý những người mà xung quanh mình, kể cả những người á, người ta làm một cái phước gì đó, con nguyện cái phước báo này con hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong không giới luôn luôn được đầy đủ thiện nghiệp. À, con làm một cái việc phước này con hồi hướng cho tất cả chúng sinh luôn luôn ở trong các cảnh giới khổ được no đủ, đó là phước vật đúng không ạ? Nhưng mà phước báo này con nguyện cầu quả bồ đề, con nguyện được phước trí, đúng không? Mà có trí á, là quý vị thấy thắng đó. Cho nên nó làm một việc gì dù lớn dù nhỏ, dù bé dù to, dù mập dù ớn, dù bự dù gì đó là luôn luôn phải hồi hướng đến những quả phước đó. Nhớ nha. Chuyện quá vô, tôi chỉ mắc trời, còn vô không muốn nói chuyện quá vô vậy thôi. Hiểu không? Chứ tôi đâu có bắt. Cái đó là cái tự tâm mình khởi. Hiểu không? Tự tâm mình làm. Cho nên á, khi mà đối phó tâm sân, quý vị ghi cho này nè. Toàn bộ tu tập của mình chỉ có hai việc. Việc thứ nhất là nhận diện mọi có mặt là khổ. Có nghĩa là mình khi mình chánh niệm mình nhìn sự có mặt là khổ. Rồi biết rõ sự nhận diện này chính là con đường thoát khổ. Dạ thôi. Cho nên nếu quý vị nhớ mà bài kinh tứ niệm xứ đại niệm xứ á, ta thở ra không phải mình nói, tôi nói cái chỗ nó sâu lắm nhưng mà tôi dùng cái từ là ta biết đó nha. Ta thở ra và thở vô là biết đang ở đâu đó. Cái thứ hai là biết rõ mọi sự nhận diện này là chính con đường thoát khổ, là cái phương pháp đó quý vị hiểu không? Khi ví dụ chẳng hạn đó là cái nguyên nhân á, ví dụ chẳng hạn như mình đó mình biết nguyên nhân thì đâu đói là chiều nay chưa có một hộp cháo, hộp cơm, hộp gạo lứt hay là siêu hay là bánh trái gì ở trong bụng, lên trường ngồi học luôn luôn cái bụng nó đánh lô tô nên làm cho mình cứ nghĩ chút xíu về nhà có gì ăn không ta, hiểu không? Thành ra nếu như ăn thì đường nó lên, mà không ăn nhìn đói thì đường nó xuống, bắt đầu là ngồi cứ nghĩ đến đó không à. Đó là sự xuất hiện của sự đói. Các vị thấy chưa? Mà mình biết được như vậy á là mình phải nói, mình phải chuẩn bị trước, có nghĩa là đừng để cái chuyện nó xảy ra. Các vị hiểu không? Rõ chưa? Chính là con đường thoát khổ chính là sự nhận diện của đau khổ. Khi tôi nhận, quý vị nghe kỹ, con đường thoát khổ chính là sự nhận diện quá và đau khổ. Quý vị như ghi ba cái câu này nhanh lên cho mình, hết uổng lắm này, hết giờ nè. Tôi nói cái chỗ này. Gặp ngang có người nói qua rồi, trong xưa viết ba câu này nè, trong kinh Pháp Cú, nhanh lên gặp ngang qua. Khi nào ta nhận diện các pháp hữu vi là vô thường, rồi sanh tâm nhàm chán,
Đây chính là con đường giải thoát. Và quý vị phải nhớ nó, cái bài kinh là các pháp cộng duyên duyên mà sanh, các pháp cộng duyên gia duyên mà diệt, thầy ta là bậc tổ tô ma thường nói như vậy đó, hiểu không? Xong chưa? Khi nào ta nhận diện rằng các pháp hữu vi là vô thường, rồi sanh tâm nhàm chán, các pháp hữu vi là vô thường, đúng không? Đúng không? Vô thường nó có nghĩa là tâm vô thường và thân cũng vô thường, sắc cũng vô thường mà thọ tưởng hành thức cũng vô thường. Rồi sanh tâm nhầm chán là nhầm chán các cảnh giới đó là khổ. Cho nên ta biết các cảnh giới là khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula là khổ. Cho nên ta cầu quả vị, ta làm tập thiện, ta sanh lên cõi. Cõi gì? Cõi trời. Cõi trời mình đi qua là mình phải tu thập thiện, thiện nghiệp, cho nên mình có được. Được chính đó là con đường giải thoát. Sanh tâm nhầm chán bỏ lại cái khổ thì có đường, con đường giải thoát. Câu thứ hai: khi nào ta nhận diện rằng các pháp hữu vi là khổ rồi, mà cái này khó lắm nghe quý vị. À thôi để tôi đọc cho ghi chứ không để tôi nói cho nó quý vị cứ thanh tâm. Khi nào ta nhận diện các pháp hữu vi là khổ rồi, sanh tâm nhàm chán, đây chính là con đường giải thoát. Sao giống như Trang được? Câu thứ ba là cô này có nói giống như Trang là tôi đi tới cô ba đó. Còn cái tội lỗi của rắn của chịu à. Khi nào ta nhận diện rằng các pháp hữu vi là khổ, khổ rồi, sanh tâm nhàm chán, đây chính là con đường giải thoát. Cái câu trên là đây là pháp hữu vi là vô thường nghe chị. Dạ. Còn cái dưới này là khổ. Bởi vì là các pháp hữu vi là vô thường, là quý vị biết là tôi nhắc cái chỗ này nè, do nhân duyên mà nó các pháp nó tụ, rồi cũng do nhân duyên mà các pháp nó diệt, cũng như tôi sinh ra tôi lớn lên, nói như vậy hiểu không? Tôi đẹp gái rồi tôi học Phật pháp, tôi cưới vợ gả chồng là ở đầu là lớn lên như vậy á, nhưng mà tôi thấy một cái sự là tôi khổ nguyên nhân sao? Hồi nhỏ tôi đẹp lắm mà lớn lên là tôi không ai dòm ngó đến nữa. Đúng không? Đến nỗi tôi bệnh mà còn xương với da không vô, mà mấy ông thầy ông tụng kinh ông nhắm mắt không à. Ví dụ vậy ha, là nó khổ à vui? Khổ. Thì cái pháp vô thường mới nhìn cho nó là khổ. Rồi cũng từ mình hiểu được cái pháp hữu vi là khổ rồi á, thì sinh tâm nó nhàm chán. Mà khi mà nhàm chán là quý vị biết cái gì không? Hiểu không? Quý vị, tôi chỉ cho quý vị một cái chuyện mà bỏ dễ lắm. Ví dụ như cái ông đó đó, mà ổng bỏ cái người ổng thương không được, là chỉ một cái cách ông ra nghĩa địa đó. Ông cứ ngồi ông đi đến cái chỗ mà mấy cái xác chết đó phải không? Ông ngồi ông nhìn y cái đó đó, hiểu không? Không có xác chết mà nó để mà ra nghĩa địa đó. Cho nên có cái trong có 40 đề mục thiền định đó, nó có một quán tử thi á, kiếm cái em nào mà giả chết. Ôi trời, tôi đã nói cái vụ đó, tôi nói ông thần nước mạng ơi, tôi nói ở bên Mỹ nên có những cái chuyện mà ông thầy ông làm cái chuyện, tôi nói tào lão hết sức rồi, giả chết đeo leo vô hòm đeo ra. Trời, ông Phật ông dạy một kiểu khác, còn mấy ông nói kiểu làm kiểu khác, không có việc hết coi không? Leo vô quan tài leo ra đó, ở trong đó cái chích gì tích thử đó. Mà anh bụng tôi mà tôi có máy tôi bấm lên đây thì tôi không biết. Ở nghĩa là bây giờ là nó nhàm chán rồi nó buồn. Câu thứ ba: khi nào tâm ta nhận diện các pháp hữu vi là vô ngã. Vô ngã rồi đó, vô ngã là quý vị biết rồi nha, vô thường khổ và vô ngã, đó là ba cái công thức đó, phải luôn luôn thuộc lòng. Vô ngã rồi đó, vô ngã rồi có nghĩa là mình xong đó nha, không phải có chữ rồi trong đó nha, final đó. Sanh tâm nhàm chán, đây chính là con đường giải thoát. Nếu như ai mà học pháp hành đó, thì đây là thiền Vipassana. Nếu như ai mà học pháp hành, mà đây là có kinh pháp cú nói cái chỗ đó, đó rất là rõ ràng. Cho nên tôi chỉ còn mong quý vị thấy cái gì đẹp là thanh nhâm nhầm chán đừng có mua về nữa ha. Thấy gì mà nó ok thì đem đến cho tôi để là thanh nhâm nhầm chán. Cứ cái gì mà nhà xài không được á, mà nó tốt nhất cái thanh nhâm nhầm chán đem đến cho tôi, chứ đừng có gì xài không được mà thanh tâm mà giữ đem cho tôi thì tôi cũng bó la tay luôn nha. Sao nói chưa? Con đường thoát khổ là con đường chấm dứt. Chấm dứt gì? Từ nãy tôi nói hả?
Con đường thoát khổ là con đường chấm dứt gì? Thân, 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 giác. Trời Phật ơi. Mà khi chấm dứt thân kiến có nghĩa là ta và của ta không còn còn nữa. Ai muốn xài gì xài đi. Ok. Cho nên đó, tôi nói quý vị, bữa hổm tôi có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà cái ông kia lấy búa ông đập hết trong phòng rồi đó. Nghe nghe chỗ đó không? Bữa hổm nghe rồi phải không? Cuối cùng giữ cái gì? Dạ. Thì cái mà mình tu tập mà mình không biết là mình giữ cái gì? Cái gì giữ hoài đó mãi mới hiểu đó. Thằng kiến hiểu không ạ? Có nghĩa là mình tu mà cuối cùng mình vô chùa xong xuôi cái nó của thầy tôi của kia miết à. Cái gì cũng không của không à, hiểu không? Cái của không à. Mà nếu như ai nói đến đụng đến là cái mặt nó chậm bầm. Hiểu không? Tôi nói quý vị, tôi nói thiệt tình mà nói quý vị, ở trong cảnh giới mà tu tập á, mà quý vị có thọ và xúc á, mà dù quý vị mà có trang điểm đẹp cỡ nào chăng nữa đó, mà cái mặt trầm bầm nó cũng chừng đó à, hiểu không? Nhưng mà khi quý vị tu tập ở trong cái cảnh giới mà hỷ, quý vị bước ra tôi nói đẹp hết cho quý vị đây nha nè, đẹp bằng cái hỷ đó, hiểu không? Cái hỷ từ trong tâm thức của mình đây nó hết trời. Cho nên tôi nói quý vị là cái chuyện đó là phải biết như vậy, là quý vị nhớ là cái lộ trình tu tập như vậy, phải biết thân và tâm nó như vậy. Để cho nên tôi nói nhắc cái chỗ này để quý vị biết cái này. Toàn bộ pháp vô thường vô ngã, để mình khó mình muốn bỏ được cái thân kiến của mình, thấy không? Muốn bỏ thân kiến của mình là luôn luôn quý vị phải thuộc lòng pháp, bởi vì cái thân kiến rất là khó tu lắm đó. Ai cũng muốn đẹp hết đúng không? Đến nỗi đi tu cũng muốn đẹp nữa mà đúng không? Thôi thiệt đúng không? Đi tu rồi sẽ biết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa tôi muốn nói cái đó, con người nó luôn luôn bảo vệ cái sạch. Quý vị hiểu không? Mà khi mà bảo vệ cái này đó là quý vị biết không? Nó tốn thời gian không? Tốn lắm đó. Đúng không? Tốn lắm đó. Quý vị thấy chưa nè? Cho nên tôi thưa với quý vị rằng á, thì cũng có chút tướng để cho mình làm việc, nhưng mà đừng có quá nặng, nặng quá. Thấy không? Nặng quá. Nó một khi nó nặng á là phải sao? Cố mà gìn giữ. Hiểu không? Cố phải gìn giữ. Cũng như tôi nói ví dụ chẳng hạn, bây giờ tôi không chưa bao giờ mới cúp, tôi không biết. Nhưng quý vị mà đánh cái mặt hoài xong xuôi đó, là ví dụ đi ra là quý vị mỗi lần mà chánh niệm không lấy xe, nhưng mà phải coi thử nó dính cái gì coi dính này. Thì có nghĩa là mình cố mình gìn giữ đúng không ạ? Mà cố gìn giữ không được nó khổ hay vui? Cũng như vậy, khi cái thân kiến của mình mà cố mình giữ á, nó nặng hay nhẹ? Nặng. Yeah. Mà khi nó nặng thì cái gì sinh ra? Cái phiền não. Có bị thấy chưa? Mà cái điều mà phiền não sinh ra, cái tâm đầu tiên mà cố bảo vệ cho cái đó là cái tâm gì? Yeah. Hiểu quý vị hiểu rồi đó không? Mà bảo vệ không được thì sao? Không. Mà kiến như mà nổ xăng lên thì sao? Thầy cá mặt. Cho nên đó là ở trong cái những cái đoạn sách tôi có đọc á, là gọi là thường gì? So gì? So gương là như vậy đó. Có nghĩa là sao? Cái câu nói là người ta nói như vậy, nhưng mà hãy quay về với mà muốn quay về tâm mình nó phải có phương pháp. Cho nên quý vị biết rằng là mỗi khi quý vị khởi nó lên, quý vị biết là như vậy, quý vị cố gắng mà biết cái đó. Cho nên con đường hôm nay mình học cái con đường là chắc chắn mình sẽ đi đến Niết Bàn được. Mình biết rồi mà mình không đi đến là chuyện của mình thôi, chứ tôi đâu có biết được. Hôm nay tôi đưa cho quý vị thấy rồi,
thấy không? Thấy mọi thứ là như vậy rồi. Cho nên tôi nói quý vị học Phục ba câu đó đó, mà người ta tát vô mặt mình một cái á, mồ Phật quýnh nữa đi đó. Tôi không có nói giỡn đâu nha. Nhưng mà khi mà tột cùng đến cái đỉnh của cái sức kiên nhẫn của mình đó, quý vị tụng trong kinh Pháp Hoa tôi nói luôn nè, tôi nhắc cái chỗ này nè, tôi nhắc cái chỗ này, tôi không có nói với em. Khi mà anh bố thí tận cùng đến rồi, quý vị nhớ là bố thí cả đầu, mắt, tay chân. Quý vị nhớ trong kinh Hoa cả đầu tổng đúng không nè? Có nghĩa là cái ba la mật quý vị nó gọi là phút cuối rồi đó. Một khi phút cuối là sao? Hay hiểu tôi thưa rồi đó không? Cho nên có những người mà khi bố thí á, là người ta khi cái tâm người ta khi có được thấy được rồi đó, thì mọi pháp ở thế gian này ta hiểu hết rồi, thì cái nguyện bố thí của người ta. Cho nên quý vị đọc trong kinh mà tiền thân của chư Phật á, có những cái việc mà bố thí ngày lúc mà làm con khỉ á, mà ngài giang cái gì cái đôi tay ra, mà một bên mà cầm cái cây, một bên mà cầm cái dây đứt cái dây á, ngài cầm ra để mà cứ một đoàn khỉ đi qua. Quý vị nhớ cái chuyện đó không? Đó, khi mà mình khởi cái niệm lên đây là mình có pháp. Mà tôi xin thưa với quý vị rằng đó, nếu như trong thân tâm quý vị có pháp đầy đủ, tôi chắc chắn rằng quý vị có an lạc, có giải thoát và có niết bàn. Còn mà quý vị không có đủ cái đó là nó thiếu hoài. Mà nó không phải thiếu hôm nay nè, tôi nói trước nè, hôm nay mình thiếu thì đời sau mình dư hay thiếu? Pháp á, thiếu đó. Cho nên phải cố gắng mà học, học miết chứ đừng có bỏ. Học miết có nghĩa là mình học miết, nhưng mà tôi là chỉ đi gặp quý vị còn một bữa nữa thôi. Xóa, 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 xóa. Đó, tới chia tay rồi phải không ạ? Mình tháng năm chia tay rồi. Thôi mình nghỉ ha, hồi hướng. Dạ, hồi hướng chứ. Hồi hướng cho tất cả lớp đàn em sao đủ duyên phước học hành như quý vị, mà tất cả tất cả cũng được nghe pháp, chư thiên đồng thành một pháp đây, hộ độ cho chùa chiền, cho Phật tử thành tựu duy pháp. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đều